đẹp à. Nhìn thấy cưng gì đâu trời, nhìn nè, mà con nhìn nhìn riêng một mình ẻm nè, nhìn rất là dễ thương, rất là quý phái luôn đúng không ạ? Trời ơi sao mà dễ thương dữ, tự nhiên mình quay như thế này nó vô một cái khung cảnh gì đó nó. Chào Hoàng Anh xin phép được chào quý bà con thân yêu. Hôm nay Hoàng Anh sẽ quay trở lại để chia sẻ với bà con chúng ta về một trong những cái loại cây phong thủy mà rất được lòng với bà con chúng ta. Và cũng rất cảm ơn quý bà con chúng ta thông qua một số cái video lần trước anh chia sẻ thì bà con chúng ta đón nhận cái loại sản phẩm món ăn tinh thần này rất là nhiệt tình. Tuy nhiên cũng chia sẻ thêm là những cái loại này bà con chúng ta vẫn có thể làm kinh tế, tuy nhiên nó là thuộc dạng kinh tế không có phải là cao lắm so với những cái loại cây mà đang có giá trị kinh tế rất là cao, nên là quanh thầm có đưa vào thôi, nhưng mà bà con chúng ta có thể trồng cái loại này để làm cây kinh tế, để thu nhập trung bình cũng được các bà con nha. Chúng ta có thể là vừa trồng chơi nè, vừa có thể là sử dụng trong gia đình và vừa mang lại cái thu hút tài lộc phú quý và thịnh vượng cho gia đình mình luôn đó ạ. Thì ngày hôm nay Quanh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta về top 3 cái loại cây hạnh. Ở ngoài Bắc gọi là cây hạnh, còn ở trong miền Nam Quanh gọi là cây tắc tắc cờ chứ không phải tắc tê ha, không phải tắc ngỗng nha. Cái này là tắc tờ nha. Nha, hay còn gọi là cây quất, cây hạnh, cây tắc gì nó một tên một đó. Sao mà nhiều tên thế không biết, này giống như là có nhiều người yêu cái mình đặt nhiều tên hay mình xài nhiều cái sim điện thoại ha, cho nó không có bị phát hiện hay sao. Và đây là bạn Min Min, bạn Min Min đang nằm ngủ, tìm chỗ mát mát nằm ngủ và hơi biết bao nhiêu cây nho của mẹ rồi đó Min à. À thì đầu tiên thì Quanh muốn chia sẻ với bà con chúng ta về cây chiến giữa đây nha. Đây là cây cây hạnh Mỹ, hay có cái vị ngọt hay còn gọi là hạnh Mỹ ngọt. Hạnh Mỹ ngọt nha bà con nha. Bà con thấy cái trái của nó, cái hình thái trái của nó là dài dài à, so sánh qua bên đây bà con mới thấy rõ nè. Cái hình thái trái của cây tắc cây hạnh cẩm thạch này nó hình thái tròn tròn, còn hình thái của cây tắc Mỹ nó hình thái nó dài dài đó. Thì đây là cây tắc Mỹ hay còn gọi là cây hạnh Mỹ. Cây này Quanh cũng chia sẻ với bà con rất là nhiều rồi. Để làm ra cây này thì cũng phải tốn, cây hạnh Mỹ này thì cũng phải tốn thời gian tầm 1 năm mới ra được nha bà con. Tại thằng này là dạng ghép bo, và trái nó bà con về bà con chỉ cần trồng tầm khoảng 6 tháng là bà con bắt đầu cây hạnh Mỹ nó sẽ ra bông và kết quả rất là dễ đậu trái luôn á. Và nhớ là để ngoài trời nắng dùm quanh nha, tại để trong mát thì nó cũng dễ bị rụng lá. Hôm trước về mấy bạn quên, mấy bạn để trong mát nó hơi rụng vài trái nè. Quanh đang có một lô đang ôm hoa và ôm trái rất là đẹp đối với cây hạnh này, nên bà con chúng ta nếu yêu thích những cái cây mà đang có trái sẵn, alo cho Hoàng Anh sớm nha, thông qua số điện thoại hotline hiện trên màn hình. Cây này nếu mà không có bông hoặc không có trái thì trồng về trồng khoảng 6 tháng bà con chúng ta sẽ bắt đầu có những cái thu hoạch đầu tiên rất là vui rồi. À, về mặt phong thủy thì bạn này có cái trái màu xanh và chuyển qua trái màu vàng ươm thì cũng khá là dễ thương luôn. À, màu vàng thì màu của sự quý phái mà bà con, và cũng là cái sự nổi bật, nên bà con thấy cái áo mà bên Hoàng Anh hay mặc là áo đồng phục đó thì nó có hai màu, màu xanh màu vàng, cũng là cái màu phong thủy mà bên thầy phong thủy đã chọn sẵn cho phía siêu thị cây giống Willow Farm luôn. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Và cái loại thứ hai là khá là quen thuộc, và loại này bà con thấy hay bán ở chợ nè, đó là cây tắc bánh xe. Cũng thưa với quý bà con chúng ta luôn, cây tắc thì nó có hai loại tắc, giống như sáng nay thì có họ nói chuyện với anh khách hàng thì nói là anh chỉ mua tắc bánh xe trái lớn thôi nha em. Dạ bên em chỉ có loại đó thôi anh, cái loại trái nhỏ bây giờ hái cực dữ lắm nha anh, nên bà con chúng ta có mua tắc thì chúng ta cũng lưu ý ha. Cái loại này hiện tại bây giờ tắc này hôm lần trời nắng là anh khách hàng của bên Quanh, anh Lâm ở Bình Thuận là anh bán được 12.000 một ký, 13.000 một ký. Rồi anh của ở Dương Minh Châu, Tây Ninh là cũng bán được 15.000 một ký. Và anh nói nhiều khi nó xuống tầm khoảng 500 đồng cũng có, nhiều khi nó lên 20 hai mấy ngàn cũng có. Nên loại này bà con chúng ta, ví dụ như chúng ta trồng trong nhà thì chúng ta lấy trái chúng ta làm nước chấm nè. Còn cái lá này cũng khá là thơm, chúng ta có thể trộn gỏi gà được nè. Thì rất là dễ thương mà cũng khá là dễ trồng. Loại này là hàng chiết. Bà con chúng ta chỉ cần bỏ cây tắc này xuống dưới đất hoặc bỏ vô trong chậu, đường kính của nó lớn hơn cái tàn này chút xíu là cũng đủ đất để nó ăn rồi. Chăm sóc thì cũng khá là dễ, nhưng mà cũng ưa nắng nha. Cây tắc, cây hạnh, cây quất, nói chung ba một cái loại này thì nó ưa nắng, nên bà con chúng ta lưu ý là trồng trong ngoài nắng dùng quanh chứ đừng trồng trong mát. Tại trồng mát nó lá không xanh được, nó không quang hợp được, nó bị rụng nha. Nhưng bà con chúng ta lưu ý việc này dùm Hoàng Anh nha. Đây là loại thứ hai. Loại đầu tiên là cây hạnh ngọt, hay là gọi là cây tắc ngọt, tắc Mỹ đó. Loại thứ hai là hạnh bánh xe, hay gọi là tắc bánh xe. Nhưng có một số cây bên quanh cũng đang ôm trái luôn rồi. Bà con chúng ta về trồng vừa là cây vui cảnh trong nhà, vừa là cây bonsai, cây phong thủy, vừa là cây gia vị luôn nha bà con nha. Cây gia vị luôn, làm nước tắc uống thời điểm này nó có khá là nắng, nó nóng thì cũng khá là dễ thương, khá là phù hợp luôn đúng không ạ? Mua còn chi tốn tiền. Rồi cây thứ ba Quanh muốn chia sẻ, cây này là dễ thương nhất nên là Quanh chia sẻ sau cùng.
thấy cái lá là thấy dễ thương rồi đúng không? Là hồi cách đây 3 năm thì Quanh có chia sẻ cái cây này với chị Mai Phương. Xin lỗi bà con, hơi bị đau cổ một chút. Quanh có chia sẻ cái cây này với chị Mai Phương. Chị Mai Phương cũng khá là nổi tiếng ở Quy Nhơn. Thì chị trồng cái cây này ở trong vườn sinh thái của chị. Chị nói trời ơi em ơi, nó ra trái dữ lắm. Và thằng này cái cấu trúc của nó, cái hình dáng và cái màu sắc của nó thấy cưng quá em. Nó nhìn nó quý phái hả bà con ha. Nhìn nó rất là quý phái, lá cũng cẩm thạch, rồi trái nó cũng cẩm thạch. Quanh nhìn nó là Quanh thích gì đâu á. Buổi sáng mà Quanh từ văn phòng Quanh bước ra là Quanh hay ra đây Quanh nhìn. Rồi Quanh qua bên đám lụ bên đây Quanh nhìn. Đó, rồi sau đó Quanh trở về. Quanh mới bắt đầu thay quần áo để làm việc. Thì cây hạnh cẩm thạch này hay còn gọi là cây tắc cẩm thạch cũng là hàng chiết. Tuy nhiên cái bạn này thì phát triển không có nhanh bằng hai cái bạn kia nha. Tuy nhiên nên là bà con chúng ta có mua cây giống thì Quanh cũng sẽ có một số cây đã ươm trái, đã ôm trái sẵn như vậy để chia sẻ giao lưu với bà con về. Chúng ta trồng là chúng ta có trái sẵn như vậy luôn, rất là vui. Bà con thấy cái cây có chút xíu à mà nó gồng coi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây, 7 trái, rất là dễ thương. Chu trình sinh trưởng của nó cũng giống như cây tắc bánh xe vậy bà con, và nó cũng có giá trị về mặt gia vị, về phong thủy và đặc biệt là về cảnh quan, nhìn đẹp quá trời đẹp à. Nhìn thấy cưng gì đâu trời, nhìn nè bà con, nhìn nhìn riêng một mình ẻm nè, nhìn rất là dễ thương, rất là quý phái luôn đúng không ạ? Trời ơi sao mà dễ thương dữ, tự nhiên mình quay như thế này nó vô một cái khung cảnh gì đó, nó thấy nó quá trời lung linh luôn, không thể nào cưỡng lại được với cái bạn ta bạn tắc cẩm thạch này luôn ạ. Cái lá của nó cũng cẩm thạch nè bà con thấy nè. Loại này làm giống thì khá là vất vả nha, nhưng bà con chúng ta đã trồng xuống thì nó cũng có trái sẵn rồi thì cứ tiếp tục chúng ta chơi thôi ạ. Và khi mà trái nó lớn thì bà con chúng ta thấy nó sẽ bắt đầu nó có cái dấu hiệu mọng nước thì chúng ta cũng cắt xuống. Chúng ta cũng xài cho gia vị. Loại này thì không có thương mại bên ngoài, là cá cẩm thạch thì không có đủ trái để thương mại cho bên ngoài đâu ạ. Loại này cũng mới, tắc cẩm thạch cũng mới nha bà con nha. Thì trong video này Hoàng Anh vừa chia sẻ với bà con chúng ta về top 3 loại tắc hay còn gọi là loại hạnh có giá trị phong thủy, cũng có giá trị về gia vị và cũng là có giá trị về giải trí rất là cao cho quý bà con chúng ta trồng ở gia đình. Và đặc biệt loại ba loại tắc hạnh Mỹ này là bà con chúng ta phải trồng ở những nơi có ánh sáng nha, chứ bà con chúng ta trồng trong mát là Quanh chịu thua á, mát không được, phải trồng sáng giùm Quanh nha, và cho nó tản cho thoáng ra, thoáng đãng ra nha, thoáng đãng ra. Thì đầu tiên là Quanh xin phép được hệ thống lại, đó là cái hạnh Mỹ hay còn gọi là hạnh ngọt. Cái riêng trong ba cây này là cây này ngọt nha. Cây đầu tiên là có cái vị ngọt thanh nha. Loại thứ hai là cây hạnh bánh xe, và loại thứ ba là cây hạnh cẩm thạch. Nói chung là nhìn thấy dễ thương. Ba cây này này bà con chúng ta nhìn nè, rất là dễ thương cho chúng ta luôn ạ. Nên bà con chúng ta có thể tậu cả ba cây này về, chúng ta trồng trong ba cái chậu hoặc xuống đất ba cái miếng, ba cái mô khác nhau để chúng ta trồng thì sẽ mang lại một cái sự rất là thú vị cho quý bà con chúng ta nhé. Quanh xin phép được chia sẻ thêm cái hạnh Mỹ này khi mà chín thì nó sẽ chuyển thành trái màu vàng ươm, vàng ươm giống như cái áo đồng phục Quanh đang mặc vậy nè. Và cây hạnh bánh xe này nó sẽ chuyển sang cái trái làm nó sẽ mọng nước, nó to ra, nó mọng nước và nó hơi ửng vàng. Rồi đối với cây hạnh cẩm thạch thì trái cỡ này là gần chín rồi nè, thì nó sẽ chuyển vàng hơn chút xíu nữa, nhưng mà nó vẫn còn vân cẩm thạch, nó sẽ vô cùng đáng yêu như thế này để quý bà con chúng ta vừa ngắm vừa chơi và vừa ngắm vừa chơi. Ngoài ra trong vườn nhà siêu thị cây giống Willow Farm còn rất là nhiều các cái món ăn tinh thần khác để phụng sự cho quý bà con chúng ta nữa, bên cạnh top 3 loại hạnh rất là đáng trồng này. Và đặc biệt mùa nóng này thì chúng ta nhanh nha bà con chúng ta trồng về cho chúng ta sẵn nó đang đi trái đó, thì nó nuôi nó lớn lên xong chúng ta lấy chính cái trái đó chúng ta làm nước cốt tắc để chúng ta làm nước mắm, hoặc là chúng ta pha những cái ly nước tắc rất là dễ thương, giải khát giải nhiệt mùa hè cho chính bản thân mình, và chúng ta có một cái niềm tự hào rằng đây là những cây hạnh mà do chính cả gia đình chúng ta trồng ra nha. Đối với cái người dân miền Tây thì khá là bình thường, nhưng thật sự đối với những cái anh chị mà ở thành phố lớn thì lại có một cái cảm xúc gì đó rất là lâng lâng nếu mà chúng ta tự trồng ra được những cái trái giống như nãy giờ Quanh chia sẻ. Một lần nữa Hoàng Anh xin phép được cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Nếu yêu thương Quanh cùng với đội ngũ của siêu thị cây giống Willow Farm, bà con chúng ta hãy cho Quanh xin một like và chia sẻ video này đến những người bạn cũng thích trồng cây sân vườn để phụng sự những cái món ăn tinh thần của bạn trong cái list bạn bè của mình bà con nhé. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ. Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hưng Thịnh. Cảm ơn một lần nữa và hẹn gặp lại.